xứng đáng của Trần Đình Lâu. Hôm nay cũng gần đến Trung Thu nên là nhóm chúng con được đại diện đến để có một món quà, đó là cho các bé, là cái bánh Trung Thu cho các bé, và đây là phần sữa. Và đây là những viên kẹo để sơ có gì cho các bé, và trong đó chúng con có gửi máy sách ảnh chuỗi là trong đó, là để cho sơ công tác cho những người mà sơ cần thiết. Thì đây là đây là tờ giấy có gì xin sơ. Trước tiên thì xin thay mặt cho gia đình và tất cả gọi là trong xóm của là những nơi chúng em ở cũng vùng sâu vùng xa này, thì cũng trước tiên cũng cảm ơn cha Vinh Xe bên lòng quý thân xóm và tất cả quý anh chị chị em cùng tham gia và cùng chung tay và tặng những ít quà cho các em ở những nơi mà hẻo lánh này, cho vui được gọi là Tết Trung Thu với các em. Thì con cũng xin thay mặt và gửi lời chúc hết sức khỏe cha và toàn thể anh chị em trong lòng Chúa thương xót, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và xin con cũng cảm ơn là Sa Loan, là cũng là vòng tay gọi là liên kết với con để thì mỗi năm nào cũng có tổ chức hai lần sinh nữa cho các cháu như vậy. Thì, và thánh thần. Amen. Thưa chị em và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 9 Chủ nhật, nhóm Thiên Minh Tín Thác và Khát Vọng Lòng Thương Xót đi công tác xuống Cà Mau. Tại giáo xứ Quảng Long này, chúng tôi xin được gửi tặng giáo xứ tượng lòng thương xót Chúa được đặt ở đài ngoài đây, để mỗi ngày bà con đến đây khẩn nài lòng thương xót của Chúa, thương xót chúng con và toàn thế giới. Đồng thời chúng tôi cũng gửi tặng giáo họ một tượng lòng thương xót Chúa, một tượng Đức Mẹ và tượng Thánh Lưu Xe, để giáo họ cách đây khoảng 15 cây số một ngôi nhà nguyện rất đơn sơ nhỏ bé, chỉ có duy nhất một ảnh, một tượng thánh giá rất nhỏ. Hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng đến tượng lòng thương xót Chúa, tượng Thánh Lưu Xe, tượng Đức Mẹ cho giáo họ thuộc giáo xứ Quảng Long đây. Và hôm nay cộng đoàn
lòng thương xót Chúa thuộc nhóm tình nguyện viên khác và khát vọng lòng thương xót rất là hân hoan được đến đây chào tặng cờ giáo xứ tự lòng thương xót Chúa để gặp tại lễ đài này. Chúng ta cùng hân hoan chào nhau một tràng pháo tay thật lớn lên. Và xin mời thầy đại diện của giáo xứ và đại diện cho xứ nhận món quà lòng thương xót Chúa. Đây là một trong mấy bài giảng lòng thương xót Chúa xin được trao tặng cho thầy. Và cùng máy này thầy đưa về cho giáo xứ để giáo xứ gửi tặng cho bà con, đặc biệt là những bà con gia đình khó khăn, để xin Chúa qua những lời chia sẻ nâng đỡ an ủi bà con. Và đây là tượng lòng thương xót Chúa, thầy cũng lại nhận cho xứ để nhận bức tượng này để mời thầy mời mọi người đến để cầu nguyện lòng thương Chúa lúc này. Dạ, trước tiên con xin đại diện cho giáo xứ, con xin đại diện cho quý cha, con xin cảm ơn cha Giuse, con xin cảm ơn quý cô chú đã thương đến thăm họ đạo và tặng cho họ đạo chúng con tượng lòng thương xót Chúa. Chúng con thấy được lòng thương xót Chúa hiện diện nơi cha và quý cô chú. Một lần nữa thay mặt họ đạo, con xin cảm ơn cha, cảm ơn quý cô chú rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm phép tượng đại lòng thương xót Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa. Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm đời sống các đấng mà bắt chước. Chôn thần khoản này xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng đài lòng thương xót Chúa đây. Xin những ai siêng năng tôn sùng lòng thương xót Chúa trước tượng đài này, thì nhờ lời Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II chuyển cầu, được Chúa ban muôn vàn ân phúc đời này và vinh hiển những kiểu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Một hai ba người. Thưa chị và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 9. Nhóm thiện nguyện Tín Thác và khát vọng lòng thương xót được phép cha quản hạt và cha xứ đến đây để trao tặng quà trung thu cho các bé. Quà trung thu cho các bé thứ nhất là mỗi bé một bánh trung thu, gọi là bánh trung thu lòng thương xót, bảo đảm ngon, chất lượng và rất là thú vị. Thứ hai là mỗi bé có một lồng đèn. Lồng đèn này chúng con sẽ không có phải đốt mà có cái pin ở trong đó, chúng con bật cái công tắc lên để nó cháy sáng, không có sợ nó cháy hết. Hiểu không? Hiểu không? Rồi, đối với người là chúng con mỗi người có một cái phiếu, chúng con sẽ xếp hàng. Anh em luôn vui lòng lưu ra giúp được chúng ta vui vui lòng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lưu ra để vui lòng sang bên, để lấy sang bên, để lấy sang bên, để lấy sang bên.
bánh trung thu, một cái lồng đèn, nhớ không? Chứ được thiếu thì ta còn thu lại thiếu những băng để con đi về. Sau đó là cái phần người lớn. Người lớn thì chúng tôi sẽ gửi anh chị em trước tiên là những món quà lòng thương xót Chúa. Và là một cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa này, và một cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa, hoặc là máy chuyện xưa, hoặc là máy dành cho bệnh nhân. Và kế tiếp là máy sống đời chứng nhận. Ai muốn dùng một máy đặt, thích máy đặt thì dùng cái đó. Rồi, kế tiếp là một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi cuối cùng là một cuốn sách kinh nghiệm lòng thương xót Chúa. Đó là món quà tinh thần nha. Và bên cạnh món quà tinh thần đó là mỗi người có một phần gạo và một phần nhu yếu phẩm, rồi một phần mì. Gạo, mì và nhu yếu phẩm cho Jenny về, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thánh thần. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng không chỉ bác về tập các thời các thánh của Chúa để có được con mắt thể xác trên những ảnh tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt kia để suy niệm đời sống đứng và bắt trước. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh cho Chúa mừng côi, Chúa lòng thương xót những xin bánh và những đường đèn đây. Xin cho ngay, xin năng tôn sùng lòng thương xót Chúa trước ảnh này. Xin năng lời Chúa mừng côi, Chúa lòng thương xót và sử dụng máy và sách kinh hoan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thì nhờ lời Đức Mẹ, Thánh Yêu Xe, Thánh Phố Xe, Thánh Loan, Phô Đô Hay truyền cầu. Được Chúa ban ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, được muôn ơn phúc đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi bây giờ xin mời người đi về trái ra đúng rồi. Tùng dinh dinh,
Nhóm thi về tiếng hát và nhóm khách vọng lòng thương xót của công đoàn lòng thương xót từ Sài Gòn được phép ra tới sứ mệnh đang còn hạn đến đây để trao tặng những chiếc bánh trung thu. Ai có bánh trung thu giơ lên cho mọi người coi và trao tặng cho chị em những cái lồng đèn để gọi là mừng Tết trung thu với các em. Trời kia đang âm u để chúng ta hiện thông với các em thiếu nhi ở vùng bão lụt miền Bắc không có được hạnh phúc như các em đã đón trung thu với lồng đèn, với bánh nứt, nhưng mà lại đón bằng những bùn đất cát mưa bão lụt. Chúng ta hiện thông với các em thiếu nhi ở vùng bão lụt miền Bắc và cầu nguyện xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, cho thời tiết thuận lợi, cho có nhiều bàn tay đưa ra cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Nhưng chúng ta tin rằng quyền năng của Chúa đến nhiều lòng thương xót, luôn xót thương đến những mảnh đời bất hạnh ấy và cứu vớt tất cả những con người khát khao lòng thương xót của Chúa. Với tình tình ấy, hôm nay nhóm thiện nguyện ý thác và nhóm khát vọng lòng thương xót rất là vui mừng được đến đây với anh chị em để trao tặng những phần quà trung thu là những chiếc bánh lòng thương xót Chúa và những lồng đèn để các em vui tươi. Mến chúc cho sở ở quý bà anh chị em, ông quý sơ, ông quý trưởng thiếu nhi, mùa trung thu vui, hạnh phúc, ấm áp trong lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Ngày vàng như đã vượt qua trong phút giây, niềm hăng say còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn hai ta xuống vầy. Chúng ta lắng nghe Trang Quản Hạc và ta sứ người thân yêu của chúng ta có vài lời. Còn kính mời Trang. Xin lời đầu tiên cảm ơn cha John Yuse Tình Vĩnh Long. Linh Tứ gọi nhóm bác ái thiện nguyện tin thác và các bạn lòng thương xót Chúa Sài Gòn. Có thể nói cha Nguyễn Tấn Đạt Thịnh Đình Long này cũng có một cái duyên nợ từ xưa 20 năm nay. Tôi nhớ có lần gặp đầu tiên là ở nhà thờ Chí Hoàng. Thì lúc đó tôi là cái nhà thờ cái đời Hoàng. Ngày đã tặng cho 10 triệu và hai lần ngày đã đến Cà Mau để gặp gỡ. Cái duyên thứ hai đó là cha Trần Đình Lâm và cha Nguyễn Tấn Đạt cùng tuổi còn là nhí tuổi cha. Cái thứ ba đó là sứ vụ của anh em linh mục, đó là đi loan báo lòng thương xót Chúa, và chúng ta cũng gặp nhau trên suốt đường loan báo này để đến với lương dân, đến với người nghèo và đến với những cảnh đời cơ cực khó khăn, và chúng tôi sẽ đến tất cả những nơi nào vùng sâu vùng xa. Và hôm nay thì đã đến giáo điểm của nạn âm, rồi đã đến trung tâm khuyết tật ở một cái khu đó gọi là khu Tân Xuyên, nó có khu bãi rác là dân rất nghèo cực chỗ đó. Và chút nữa đây thì đoàn sẽ đến Nam Căn. Nam Căn là một vùng đất gọi là trị giáo, và có thể nói cha Pio Ngô Quốc Hậu là người đã gieo, và chúng tôi là những người đến để làm sao tiếp nối cái sứ vụ của ngài là tiếp tục gieo. Còn việc gọi là gặt hái và cho được tin mừng lớn lên được thu hoạch như thế nào, nó là do Chúa Thánh Thần. Đó là lời của cha Pio ngài đã nói như thế. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn cha lý của mình. Rồi cảm ơn đoàn thính thác, rồi đoàn khát vọng đã đến đây, đã hy sinh rất nhiều đường xa xa xôi vùng đất mũi Cà Mau
nguyện xin Thiên Chúa đến vào thương xót ngày chúc lành ban cho cha của Thiên Đoàn luôn luôn có sức khỏe để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và đồng thời luôn luôn dùng sức khỏe của mình để đi loan báo lòng thương xót trên khắp đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn. Chúng con lên năm căn trước thì tiếp tục chương trình phát quà và đêm văn nghệ Trung thu tại năm căn. Xin mời cha. Mời chúng ta, chị em và các bạn, chúng ta đứng lên để lãnh pháp lành của cha. Thưa từng anh chị em, Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an. Rồi chào nha. Chúc cha chúng ta đi theo bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.